Hello, chào các bạn. Sáng nay mình đi cho anh ghé vô người bạn thì mình nhân dịp mình ghé thăm đất của ảnh luôn. Đất này nằm ở phố Ngân Hà, phường Điện Ngọc. Một cái đất rất rộng các bạn này. Đất này nằm cạnh cái dòng sông gọi là dòng sông Ngân Hà. Vị trí thì mình thấy rất là đắc địa các bạn này, đó nằm ngay góc ngõ ba luôn, ngõ tư luôn, rồi rất là sầm uất các bạn này. Có những cái quán xá anh em đang ngồi uống nước này. Đây là con đường chính đi vào đấy các bạn này, đây là cái dòng sông Ngân Hà đây. Qua cho các bạn xem. Đây là cầu sắt các bạn nè. Sắt này chỉ dành cho xe thô sơ với ô tô nhỏ thôi. Đây là sông Ngân Hà đấy các bạn. Hai bên là những cái bụi tre, ở đây đúng là còn thôn quê luôn các bạn này, phường Điện Ngọc, nhưng mà có được cảnh như đây thì quá tuyệt vời luôn. Buổi chiều mà được bơi với thuyền ra đây mình ngồi mình chơi mình ngắm cảnh, mình làm mấy va nữa với bạn bè thì quá tuyệt. Cầu sắt rất là rùng các bạn. Rồi chúng mình sẽ đi vào là cái khu đất của nhà anh bạn. Một khu đất nằm ngay góc mà tôi rất là đẹp luôn. Chiều là ở đây là thành một con đường chính. Cái chiều các bạn về đây là thấy dân cư người ta đi rất là đông, công nhân đi lao động trở về thì tất cả là đi qua cái cầu sắt này. Đây từ hôm ngày các bạn thấy ở nơi đây rất là sầm uất này, hai bên quán xá, ở đây bán không thiếu cái gì hết trơn á. Ta từ ở ngoài vào thì người ta đi tất cả đi qua đường cầu sắt này đi về đây. À, chúng ta đi vào cái lô đất này đi. Ồ, mà rộng quá trời luôn. Tổng diện tích ở lô đất này là khoảng 700 mấy vuông các bạn. Ở đây còn là cái mic cổ các bạn này. Cái mic này khoảng bao nhiêu năm rồi khoa? Cái mic này là khoảng 4 mấy năm rồi các bạn. Đây là anh chủ nhà đây, anh Trần Bá Khoa đây. Các bạn đó, mua lô đất này thì đến liên hệ với anh. Cái số điện thoại 700 mét vuông các bạn, ngay góc ngõ tư phố Ngân Hà. Quay hết toàn diện cho thấy đẹp. Ồ, đẹp quá. Nguyên cả cái phố này là mình thấy lô đất này là đẹp nhất á. Rộng rãi, đẹp, thoáng đãng. Gần con sông Ngân Hà, rất là mát mẻ. Thế mặt tiền là hơi đường bê tông, hơi mặt phía còn lại là rụng. Có trồng sang mà mát mẻ. Sang đó thì các bạn mà có điều kiện mua lại lô đất này thì ở thì sao số 1 luôn.
là một khu vườn sinh thái quá tuyệt vời. Các bạn thấy không, bốn góc luôn đó, vẫn còn giữ là cái dừa của mình đấy các bạn này. Đất ở đây toàn đất ruộng hay các bạn ấy, các bạn trồng cây là các bạn không có lo đó, đất ruộng không các bạn thấy không, đất này múc ở ngồi ruộng vào các bạn này, này để anh quay cho các bạn xem này đó, đó các bạn thấy không, múc từ ngồi ruộng này. Bây giờ người ta dùng cái xe đào người ta múc đó, hồi xưa lẫn trũng giống như ngồi kia các bạn này đó, bây giờ người ta múc lên đây lẫn cao hơn cả cả mét rồi. Bây giờ là người ta đang trồng cao đây, rất là tuyệt vời luôn đó, bốn mặt tiền luôn, hai mặt giúp đường bê tông, hai mặt này là giúp ruộng. Tối ngủ đừng có đóng cửa gì, mở cửa ra hưởng hương đồng gió nội nè. Cái ruộng này hiện bây giờ người ta vẫn còn trồng giá khoa hả đó, buổi chiều mà các bạn mở cửa ra các bạn ngắm lúa chín đẹp, quá đẹp luôn, không khí trong lành, cần gì ở resort các bạn. Cảnh làng quê thanh bình, những ai đã lớn lên từ cái tuổi thơ thì nhìn cái cảnh này mới thấy được cái giá trị quá. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta ra thành phố, ta làm việc, ta bon chan, bao nhiêu khó khăn nhọc nhằn của cuộc đời thôi, cuối cùng thì chúng ta nấy được về lại nông thôn mà có được đất vườn rộng mà làm nhà như đây thì đúng là tuyệt vời luôn, không có gì hơn các bạn. Quá tuyệt vời các bạn ơi, mình dùng cái từ tuyệt vời thì hơi quá, nhưng mình nhận xét là nó đúng là như vậy. Nếu như ở buôn bón vẫn được, cái này buôn bón quá tốt mà. Khu này các bạn buôn bón vẫn được các bạn nhé. Ở đây là khu rất là sầm uất này, tất cả mọi con đường bê tông ở đây là đều chạy ngang qua khu này hết trơn á. Khu này dân rất là đông đó, toàn bộ con dọc dọc con đường bê tông này là có nhà dân hết trơn các bạn này đó. Còn bay cái là người ta hướng ra cánh đồng. Và đặc biệt là cái lô đất này rất là đẹp là cái gì bạn không? Hướng lưỡng đông nam luôn, hướng đông đó, hướng về mặt trời mọc thì mới giờ mặt trời mọc nữa bạn này đó. Vuông ván, cực kỳ vuông ván luôn. Đất mà nó là rất là hiếm có được cái lô đất như thế này luôn. Vuông ván nằm ngay góc ngã tư gần con sông, ngay góc ngã tư mà ngã tư chính rất là sầm uất. Đất này là gốc gác của gia đình của một anh bạn, thì sau khi ba anh mất đi thì ba anh em với người mẹ thì chuyển đi ra cái chỗ khác ở. Thì sau bao nhiêu năm bông trang làm lụng thì miếng đất này dường như đã bỏ hoang đó. Sau này thì sau quá trình làm ăn có điều kiện thì người ta về đây, người ta làm lại cái bờ rào, người ta đôn đất, người ta đổ đất lên. Hồi xưa mình vào mình thấy nó rất là hoang sơ, nó rất là bề bộn các bạn này, có những cái bụi tre giống như thế này này, những không có đẹp đó, nhưng bây giờ là người ta làm lại các bạn thấy không, tổng chi phí này người ta làm là đã tốn 120 triệu rồi các bạn này đó, chỉ có làm bờ rào và cái đổ đất cho thôi đã tốn 120 triệu rồi. Nó nằm trên cái đường bay của máy bay luôn các bạn này đó. Các bạn thấy chứ cái bay không, trồng hàng cao nó có dài không đó Khoa, hình như hơi dài đó nghe. Không, mấy tuổi không dài
Anh thấy hôm kia anh những đâu có dài như đó, anh trồng dài rồi đó. Mấy trời xưa. Mấy cũng dài. Một quả đất rất tuyệt vời. Rất là xứng đáng để sở hữu, để ở, để hưởng một cuộc sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Đúng thực sự là cái đó mới gọi là hưởng thụ cuộc sống các bạn. Mọi sự liên hệ thì các bạn cứ liên hệ số điện thoại của mình rồi mình cho số anh chủ nhà cho. Rồi, chào các bạn nhé.